Buổi chiều ngày hôm nay em Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà phố đang giảm giá sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh. Một căn nhà phố nằm trên trục đường, một trục của bờ kè Tham Lương nha quý vị. Đối diện có công viên, căn nhà phố rất đẹp, ngang 4m2, sâu vào 20m. Thiết kế một trệt một lửng 3 tầng lầu, có thang máy. Căn nhà phố hướng chính nam, có view cực kỳ đẹp, view công viên, cây xanh. Đường trước nhà rộng lên tới 12m, có vỉa hè, khu nhà lầu, an ninh sát với mặt tiền bờ kè Tham Lương. Và căn nhà ngày hôm nay đang giảm giá sâu 2 tỷ đồng do chủ nhà cần bán gấp để đi định cư Canada. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà này quý vị. Mặt tiền căn nhà được thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại rất đẹp và cao cấp. Căn nhà này thì chủ nhà xây ở nhé, với nội thất bên trong lên tới gần 2T. Và giá bán bây giờ đang rất rẻ cho một căn nhà nằm sát với mặt tiền bờ kè Tham Lương, kề bên công viên, đường trước nhà đường tới 12m. Khu đường thông, bàn cờ. Và vị trí này thì quý vị kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nhé. Đối diện nhà mình có công viên cây xanh nha quý vị. Và ngay trước mặt mình là bờ kè Tham Lương, một cái bờ kè rất là đẹp của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng ngắm nhìn lại mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà này thì có diện tích ngang 4m2, độ sâu vào là 20m. Được thiết kế một trệt một lửng 3 tầng lầu, có thang máy. Thiết kế rất là đẹp và nhà xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Chủ nhà đang cần bán gấp để lấy tiền đi định cư nên giảm sâu 2 tỷ đồng. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào bán ra chỉ còn 11 tỷ 800 triệu đồng. Nhà phía trước có vỉa hè quý vị này, vỉa hè 2m, bên trong là khoảng sân đội xe máy. Khoảng sân này thì có lớp cửa cuốn bên ngoài, bên trong có tủ giày dép và tủ kệ để đồ. Di chuyển vào trong dưới tầng trệt, khu vực lửng thì quý vị sẽ có gara đổ xe hơi. Ở đây thì quý vị sẽ có một lớp cửa nhôm xếp nhé. Và khu vực gara đổ xe hơi dài 6m, 6-7m. Quý vị đổ vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Và bên trên thì có đèn trần, đèn LED kết hợp với trang ảnh trang trí. Và phía dưới thì đổ bê tông ốp gạch 80. Di chuyển vào phía trong đây, khu vực giữa nhà cầu thang thì quý vị sẽ có cầu thang bộ bên ngoài và cầu thang máy bên trong. Cầu thang máy thì kế bên có tủ rượu, nhà thì sử dụng đá hoa cương Nam Bộ hết nhá. Rất là đẹp và chắc chắn. Phía sau không gian căn nhà sẽ là không gian phòng bếp nè. Phòng bếp thì chúng ta sẽ có bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và lò nướng cũng như là máy rửa chén bát. Đây là không gian bếp của căn nhà. Con bếp thì chủ nhà đóng tủ phun trần. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau, phòng vệ sinh và lavabo rửa mặt. Đây là khu vực sân sau của căn nhà này. Ngang 4m2, độ vào là 20m. Được chủ nhà xây mới 100%, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu. Có thang máy kính 450kg nhá. Quý vị đang đến với căn nhà phố này, căn nhà phố rất đẹp nhá. Đây là bên ngoài, không gian gara đổ xe hơi, cầu thang máy này. Thang máy 450kg. Và theo chân em Hùng di chuyển lên trên, quý vị sẽ cùng em đến với không gian kiến trúc của tầng lửng phòng khách. Chúng ta đang tiến lên không gian phòng khách của căn nhà. Phòng khách thì quý vị sẽ có sofa kết hợp với màn hình tivi, tủ kệ rượu, tủ kệ trang trí, máy lạnh và vệ sinh trong, cũng như là giếng trời, thông ra giếng trời, có cửa sổ và màn rèm. Nhà này thì có luôn không gian phòng vệ sinh, không gian phòng khách này quý vị. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý vị đang đến với không gian phòng khách của căn nhà. Không gian phòng khách rất là đẹp. Phòng khách này thì trang bị full nội thất rồi. Bên này chúng ta có màn hình tivi này, máy lạnh này, sofa này. Nhà này sử dụng nội thất cao cấp tặng kèm. Có thang máy nên là rất là thuận tiện cho việc di chuyển lên xuống của đại gia đình mình. Và quý vị đang đến với không gian phòng ngủ. Cầu thang thì tay vịn gỗ đỏ và lan can làm bằng sắt, kết hợp với mặt đá hoa cương Nam Bộ. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ nhé. Phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ số 1 sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Đây, cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ đỏ và có khóa vân tay, khóa mã số nha. Bên ngoài đây có ban công 1m2 sát với bờ kè Tham Lương luôn này quý vị này. Bờ kè Tham Lương thì đang làm nhé. Đối diện nhà mình có công viên này. Đó, căn nhà phố rất đẹp, đang giảm sâu tới 2 tỷ đồng. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào ra chỉ còn 11 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng mạnh. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1.
Qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, nhà thiết kế lệch tầng nhá. Ở dưới nhà kế bên hành lang cầu thang máy thì quý vị sẽ có không gian giếng trời và cầu thang máy này. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì chúng ta vẫn có giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh. Phía sau có giếng trời, nhà này có 3 giếng trời luôn. Và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh vẫn với bồn cầu. Bồn cầu này rất là xịn này quý vị này. Bồn cầu Toto loại xịn nhá. Đó này mấy chục triệu một cái nha quý vị. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 này. Đầy đủ trang thiết bị nội thất và cũng rất là đẹp. Sàn phòng ngủ đây đều ốp gạch 80. Tiếp tục theo chân em Hùng di chuyển lên lầu trên, quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 có căn nhà này. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối nệm, tủ áo, bàn trang điểm, máy lạnh. Bên ngoài vẫn có ban công, cây xanh và máy lạnh. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Tất cả các phòng đều rất là đẹp. Căn nhà hướng chính nam đang tọa lạc trên trục đường Phan Ích, phường 12/4 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một trục của bờ kè Tham Lương, cách bờ kè Tham Lương khoảng tầm 20m thôi. Và vị trí này giáp với phường 15 Tân Bình, giáp với khu nghiệp Tân Bình, giáp với trục đường Trường Chinh. Quý vị đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán ở mở phòng công ty của đại gia đình mình. Từ chiếc nhà đường tới 12m thông. Và cái phòng số 4 này là phòng xông hơi nha quý vị. Phòng xông hơi, phòng tập thể dục có máy chạy bộ này, xe đạp điện này, bồn tắm nằm, massage thủy lực này. Phòng tắm đứng, phòng xông hơi khô, phòng tắm nằm và máy lạnh cũng như là vệ sinh. Cái bồn tắm nằm này rất là xịn này quý vị này. Bên trong đây là không gian giếng trời, lavabo rửa mặt. Quý vị đang đến với không gian phòng tập thể dục, phòng spa, chăm sóc sức khỏe của căn nhà. Phòng này nhìn rất là xịn. Đây, chúng ta đang đến với không gian phòng spa đây. Và quý vị sẽ cùng em Huy Hùng di chuyển lên lầu trên cùng, lầu 3 nhé. Cầu thang nhà này thì ốp đá nam bồ nhìn rất là xịn và đẹp. Khu vực không gian lầu 3 thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ này. Phòng thờ đây nha quý vị. Phòng thờ được làm sẵn, căn nhà này có 4 phòng. Chủ nhà chia thành 3 phòng ngủ và một không gian phòng spa. Phòng thờ căn nhà này. Và đây là không gian sân thượng trước. Đây, nhà mình sát bên bờ kè Tham Lương luôn nha quý vị. Một trục của bờ kè Tham Lương. Đây quý vị nhìn ra bờ kè Tham Lương này, rất là gần luôn nha. Cái bờ kè Tham Lương khoảng tầm 20m thôi. Bờ kè Tham Lương thì làm gần xong rồi nha mọi người. Nó làm đổ bê tông xung quanh và nạo vét cũng như là đổ hai bên đường, mỗi bên đường 16m nha. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với sân sau. Khi mà bờ kè Tham Lương làm xong thì căn nhà này giá trị nó đội lên vài tỷ nha quý vị. Và vị trí nhà mình sẽ nằm một trục của bờ kè Tham Lương. Quý vị sẽ kinh doanh buôn bán được và đường này đường thông. Đây là không gian của phòng giặt, có máy giặt này. Và phía sau đây chúng ta sẽ có sân sau để phơi đồ. Quý vị có chú quan tâm căn nhà này, căn nhà ngang 4m2 sâu 20m. Một trục bờ kè Tham Lương thuộc phường 14 quận Vấp ngay sát với trục đường Trường Chinh khu vực Tân Bình. Hello về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.